Anh nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ca, về sắc ca không? Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì không hiền. Hiền thì không hiền. Tại vì lúc đó tụi con đi học, tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá nên là thầy cô cũng biết luôn, cái bị mời phụ huynh vô. Ghen dữ lắm. Tại ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi, và nữ đó cứ khác giới là có chuyện. Rồi, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo của cặp vợ chồng số 2. Xin chào hai em. Dạ, con chào cô Học Dân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm nay con 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là kinh doanh hàng Thái ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi, mời con. Dạ, chào chú Thuận, cô Học Dân. Con Lê Duy. Thì con đang hiện tại là làm bên mảnh tài chính ngân hàng. Hiện tại con đang sinh sống ở quận 8 chung với vợ con. Yeah. Ôi Duy ơi, mà là con là bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Hai đứa hai chồng bằng nhau. Dạ. Chắc là đoán đi, đoán. Quen em, nhau. Em đoán chị cái. Đoán. Hai đứa này là đi học, học chung với nhau từ thời tiểu học, và tụi nó là có một cái thời gian coi như gắn bó với nhau từ tuổi thơ cho đến thiếu niên, và bắt đầu quen nhau và yêu nhau và cưới nhau luôn. Đúng, đúng không? Dạ, tụi con là quen nhau lúc cuối năm lớp 10. Là hiện tại là đã quen nhau được 12 năm. Bạn này cũng học chung với con luôn, là bạn ngồi đầu bàn, còn con là ngồi cuối bàn. Nhưng mà đầu năm cho tới cuối năm là tụi con không có nói chuyện với nhau, tụi con không có quan tâm. Tới cuối năm luôn, bạn này mới nhắn tin cho một cái bạn chơi thân với con, là một bạn gái. Thì bạn gái đó mới nói với con là bạn này đang tính cua bạn đó. Nhưng mà thật ra là bạn này là muốn tìm cách để liên hệ với con, tại vì bạn gái là chơi thân với con nhất. Có nghĩa là giả bộ mượn bạn gái cái bắt cầu để mà, dạ, mà quen con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Duy ơi, cái điểm nào ở Kim Ngân mà con lại muốn tiếp cận với bạn này và con lại thích bạn này? Con nghĩ là cái ánh nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ca, về sắc ca không? Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì không hiền. Hiền thì không hiền. À không hiền, dạ. Đẹp giỏi mà không hiền. Nhưng mà trong lớp của con là có, ngoài con ra là có đứa nào nó theo đuổi Ngân không? Con nghĩ là không. Có mình con rồi đúng không? Dạ. Chỉ có mình con mới nhận ra được cái vậy nét con, đặc biệt của Ngân. Vậy là con một mình một ngựa thì con đâu có phải chiến đấu với ai nữa. Dạ. Cho nên là chắc là con chinh phục bạn Ngân là không có khó lắm đúng không? Dạ cũng cũng khó, tại vì cũng phải hai ba tháng. Ừ. Dạ. Ồ nhưng mà cái mối tình học trò lúc đó là chắc cũng phải giấu giếm. Giấu giếm. Giấu giếm bạn bè, rồi. Sợ bạn bè nó chọc. Dạ đúng có rồi. Khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết. Tại vì lúc đầu bạn nó nói là Duy á, Duy nhắn tin cho tao á, Duy cua tao đó. Nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn đó để cua con. Dạ đúng rồi, nên là hả, khoảng đó là quen nhau là tụi con giấu bạn cho đó. Bạn bè với lại cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học, nên là cũng không có cho ai biết. Tới khoảng giữa năm lớp 11, mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sáp vô nhau hoài. Đầu mọi người mới nghi ngờ, mới biết. Đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà Duy theo đuổi là con, chứ không phải dạ, là bạn kia? Dạ, chắc cũng giữa năm lớp 11. Lúc đó bạn ấy làm sao? Bạn đó với con nghỉ chơi nhau luôn. Nhưng mà chắc bạn đó biết thì lúc ấy chắc tụi con công khai rồi đúng không? Dạ đúng chắc rồi. Lúc ở trường cũng biết rồi. Dạ. Gia đình tụi con biết không? Ba mẹ con thì lúc đó thì chắc chưa biết. Tầm khoảng con nghĩ là cuối năm 11 hoặc là đầu năm 12 thì mới biết. Tại vì lúc đó tụi con đi học, tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá nên là thầy cô cũng biết luôn, cái bị mời phụ huynh vô. Rồi thầy cô mới bắt đầu nói là anh chị coi lại cháu là vậy đó. Đó là gia đình con, gia đình Duy sao? Dạ gia đình con thì dễ, tại mẹ con cũng có chở Ngân về chơi với ba mẹ mấy lần. Thì ba mẹ con cũng dễ, cũng chấp thuận. Vậy con mỗi lần đi chơi chắc phải lén đúng không? Dạ đúng rồi, đi chơi thì cứ phải đúng 10 giờ là phải về nhà. Tại vì sau 10 giờ là ba con sẽ gọi rất là nhiều luôn. Nhưng mà có bao giờ ba mẹ bắt gặp không? Dạ, ba mẹ bắt gặp là chưa. Ừ. Dạ, chỉ có là con đi chơi về trễ quá
Thì ba con gọi hoài, xong rồi cái về thì bị la. Rồi suốt thời gian tụi con yêu nhau 12 năm vậy á, là ở bên nhau đủ 12 năm hay là có xa cách năm nào không? Dạ, tụi con là cũng quen nhau như vậy luôn. Là chỉ có chia tay một lần là lúc tụi con mới quen, là tầm lớp 11. Dạ, là chỉ có một lần duy nhất thôi. Dạ đúng rồi, sau này thì tụi con cứ quen nhau suốt như vậy. Nhưng mà có yêu xa không? Yêu xa thì, đại học xa. Yêu xa thì lúc mà bạn đi nghỉ vụ 2 năm á. Và con với bạn là yêu xa, là bạn ở trong trỏng, còn con ở ngoài đây. Rồi coi như là ở ngoài này thì cô gái giống như là hậu phương đợi chờ á. Trong thời gian đó tụi con gặp được nhau mấy lần? Cuối tuần á là chủ nhật nào á là con cũng lên thăm bạn này hết. Mà con thì con kiểu không có biết chạy xe á, nên là con lên thăm bạn này thì em của bạn này chở con lên. Nhưng mà hỏi Duy nè, cái trong cái thời điểm đó là lúc mỗi lần mà vợ của con lên thăm con á, rồi ở trong đó mọi người có bình phẩm hay có xì xầm hay có này này kia kia nọ không? Dạ có. Nói sao? Thì cứ nói là bạn gái mày đẹp quá. Đẹp mà Thủy Chung rồi ha, dạ, 2 năm rồi. Trời là cứ thứ bảy chủ nhật là lên thăm. Dạ đúng rồi. Lên thăm lần vậy mua đồ nhiều không? Dạ nhiều, một lần lên mua cả cũng phải hai bao đó. Sữa mì. Con thằng mua bánh kẹo Thái. Nhưng mà lúc đó chú hỏi nè, lúc đó cả đơn vị được ăn đồ Thái. Không phải chỉ ngoài đời mình không được ăn nè. Để thắc mắc cái này, lúc đó làm mà còn trẻ quá, chưa có đi làm chứ sao tiền đâu mua đồ Thái. Tại vì con là con đã khởi nghiệp từ lúc mà con học xong 12 á. Dạ là con bắt đầu kinh doanh, là kinh doanh đầu tiên của con là con bán son tự làm á, son handmade á. Dạ là con đi học làm son nên là con đã bắt đầu kinh doanh từ thời điểm đó. Trời dỗ quá vậy. Ủa như vậy là các bạn là yêu nhau 12 năm trời, không chia tay chứ, chứ ngoại trừ cái thuở coi như ấu trĩ ấu trùng. Ấu thơ ấu trĩ ấu trùng. Đó. Còn ngoài đây trong suốt 12 năm rồi, ngoài cái đó là bên không nhau. Là bên nhau, yêu nhau. Và đây là mối tình đầu của cả hai luôn đúng không? Dạ. Wow. Mà sao không cưới sớm mà để chi mà lâu dữ vậy? Đúng rồi. Tới 12 năm mới cưới gì vậy? Đi nghỉ vụ có 2 năm ra rồi. Dạ không, tại vì khi mà đi ra quân thì cũng có là tính sẽ cưới. Nhưng mà do lúc đó là dịch bùng tới. Cho nên là mới đây thôi. Dạ mới cưới đây. Là nhưng mà có sống thử với nhau trước không? Dạ không, tại vì nhà con rất là khó luôn. Là tại vì con là chỉ đi chơi tới 10 giờ là về. Với lại là ba con không có cho đi chơi qua đêm. Mà ngay cả đi chơi với bạn gái cũng không cho. Mà ví dụ mà đi bắn pháo bông mà 12 giờ thì 12 giờ 15 con phải về. Còn nếu mà qua 12 giờ 20 là ba con cũng sẽ chửi, sẽ la con. Rồi bây giờ thôi hỏi luôn đi, coi như là tổng hợp rồi. Luôn trong suốt 12 năm và cho tới bây giờ luôn. Là ở bên nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra đó, nhường cho nó trước đi. Nãy giờ thấy nó im ắng quá. Sao tật xấu của cô ấy là gì? Tật xấu của vợ con có cái tật là không có nhường người khác, đã sai rồi mà còn hay nói lại. Là với con hay là với tất cả mọi người luôn? Với con với lại mọi người trong gia đình luôn. Coi như càng á, cái tính càng á, càng quấy đó. Dạ, đúng không? Tức là hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Dạ đúng rồi, hồi đó, từ đó, từ hồi lúc quen tới giờ luôn. Như vậy là mỗi sai lần sai cũng không nhận là mình sai. Dạ, luôn rồi. Mỗi sai lần con mà gây với cô ấy là con chỉ có thua với là kèo dưới thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần mà con nói lại thì sao? Con nói lại thì giận rồi này kia thôi. Mình phải sai thôi. Dạ đúng rồi. Rồi còn gì nữa? Cô ghen không? Dạ ghen. Ghen chờ mây sông nước không? Ghen chờ mây sông nước không? Dạ ghen dữ lắm. Tại ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi thì lát hồi về cũng có chuyện. Là mệt. Dạ đúng rồi. Còn nhắn tin với bạn trong công ty hay là về công việc á là cũng nhắn hoài là cũng nói. Ví dụ như bây giờ mà là bạn nữ đó. Dạ nữ đó. Cứ khác giới là có chuyện. Rồi đồng giới rồi có chuyện không? Đồng giới không? Đồng giới mà ghen nữa là mệt lắm mà nghe. Vậy thì bạn bè của con trên Facebook đó là thành phần nam hay nữ? Đa số là nữ nhiều. Tại vì bạn... trong công ty con là đa số là nữ. Bạn Facebook của con. Mà mỗi lần con vô comment cho Facebook của phái nữ thì vợ con sao? Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Dạ con quản lý Facebook con luôn mà. Trời đó con, hiểu rồi đó. Con là không bao giờ hay như là comment coi như những bạn nữ rồi đúng không? Dạ. Rồi sao nè, có thích làm đẹp? Cái này cũng thích làm đẹp mà làm rất là lâu. Mỗi lần mà đi chơi mà ví dụ như 4 giờ thì cũng phải 5 rưỡi 6 giờ mới xong. Còn mặc đồ nữa là chắc 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Cái sao mà làm chứ mà lâu dữ vậy ta? Mang dép hay mang giày thôi là đã nửa tiếng, 1 tiếng rồi đó. Suy nghĩ đó phải không? Suy nghĩ là mỗi một lần đi lễ cưới là con như xả vàng.
Chừng nào bà kêu xong hết rồi con mới chuẩn bị đồ. Dạ đúng rồi. Dạ thì ngoài là mấy cái tính đó thôi chứ còn... Có hay chụp hình selfie rồi đăng Facebook rồi sống ảo không? Dạ cũng có. Ví dụ như mà đi ăn tiệc tùng á thì hay chụp lắm. Chụp xong rồi mới bắt đầu cho ăn. Ví dụ như đi ăn hai đứa bưng hai cái tô ra thì phải cúng Facebook. Em thì đang đói thì cũng lấy cái đũa với lại cái muỗng tính ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Đó cúng thần Facebook. Cái đó em cũng vậy mà anh nói gì. Không, bỏ thôi, cái đó coi như là bệnh chung trào lưu. Bệnh trào lưu đi. Đó. Bệnh trào lưu hết thôi. Tha cho nó cái tội đó đi con. Rồi bây giờ con mong muốn em yêu của mình thay đổi điều gì? Thì con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi là đừng có nghe lời người khác khuyên. Giống như là mình sai thì người ta khuyên thì mình nên nghe, lắng nghe. Là phải nghe chứ sao con lại là đừng nghe lời người khác khuyên. Em mong muốn là lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn hiểu nha. Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Tật xấu của ổng là gì? Nãy giờ ổng khui quá trời kìa. Hay quên đồ, như chìa khóa xe đồ là hay vứt lung tung. Xong kiếm là hết thời gian mà đứng kiếm không cũng phải 20-30 phút. Mỗi lần vậy con có cọc không? Hơi bực bội. Cái là bây giờ cái hiện tượng gia đình nhà này đó là mỗi lần đi ăn tiệc là ông chồng ông chờ bà vợ 2 tiếng đồng hồ mới cắt. Xong cả mất nửa rồi. Tiếng đồng hồ là bà đi thay giày thay dép. Bà thay xong xuôi rồi á, bà vợ chờ ngược lại ông này 1 tiếng rưỡi đi kìm chìa khóa. Là tới nơi là ta ăn món thứ ba rồi. Tới nơi là người ta nghỉ. Rồi còn gì không nè? Dạ với lại là hay nóng tánh cọc. Tại vì kiếm không được cái đó là bắt đầu cọc lên. Tại vì tự cọc với bản thân mình luôn. Trời ơi để đâu mà trời. Học tôi cũng bị. Tôi bị hoài luôn á thiệt á. Tự cọc mà tự chửi bản thân á nha. Rồi còn gì nè? Có mê game, mê shopping gì không? Dạ là mê shopping lắm. Bạn này là suốt ngày cứ lướt Facebook. Xong rồi nói là em cái này đẹp quá, anh đặt cái này nha, em mua cho anh cái này đi. Thật ra là mua cho mình. Hay săn sale trên Shopee lắm. Mà shipper mà giao tới nhà không phải giao đồ cho con mà toàn giao đồ cho bạn này không. Nên mỗi lần mỗi sáng con thức dậy á, shipper gọi là con bắt đầu bực lên, con nhắn tin á, đặt cái gì nó vậy, đặt cái gì mà sao không nói. Con bực mình lắm. Mê shopping hơn vợ. Rồi còn gì nữa nè, có mê game không? Mê game luôn. Ồ. Chơi game, chơi ngồi tập trung. Mà có nhiều khi là ăn cái đó ra mà cái món đó nguội luôn, vẫn còn đang bấm chơi game. Nghiện game quá. Cái đó là căn bệnh thời đại rồi, căn bệnh chưa có con cho nên là nghiện game dữ lắm. Con mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ con mong muốn là thay đổi là bớt quên lại. Tại vì thời gian mình quên á, mình sẽ không có thể tập trung vào cái việc khác. Ví dụ như 20-30 phút đó mình có thể làm được một cái gì khác. Với lại là bớt shopping lại để dành tiền. Shopping nhiều quá. Mỗi lần mình shopping con nói vậy anh có muốn có con không? Tại vì có con là sẽ có nhiều thứ là phải để dành tiền. Bớt nóng tính lại, tại nhiều khi kiếm đồ không được cái xong mà cọc lên, mà hay cọc với bản thân mình xong lát hồi cọc lay qua cho người khác luôn. Xong mà tánh con cũng nóng nữa, cọc lay qua con là con cũng sẽ cọc lại luôn. Trời ơi biết sao, hai đứa mới lấy nhau tụi con còn tới 1 năm tới 1 năm rưỡi nữa để cọ sát với nhau á, cho nên tụi con phải hết sức là nhường nhịn nhau. Tại vì đừng có đứa nào cũng giữ bo cái cá tính của mình á, rồi mất công lắm. Mối tình 12 năm quá đẹp đi, bây giờ đến được với nhau rồi phải giữ nhau. Thì mong cho hai vợ chồng của tụi con sẽ tiếp tục yêu thương nhau, tiếp tục xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bền chặt. Và có thể, thôi cũng lớn tuổi rồi, năm sau làm đứa đi nha. Dạ. Con mất út con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc qua đón con. Dạ. Đi okay, cái kiểu nó anh đi ăn với bạn này, cái trời ơi con nóng liền, cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn đi chị, nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu vậy thôi. Để có 15 ngày còn lại trong 1 tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn. Không làm ăn gì luôn thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Trời ơi lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà bỏ khóc luôn. Con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mất cười mất cỡ không dám luôn à. Xong rồi con cũng thấy tự nhiên lớn lớn luôn. Mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng đầu tiên. Nghe. Wow, rồi đó chị ơi. Đó, em cầu được ước thấy đó. Rồi, xin chào. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận và chào khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu là con là Lò Quang Thái, con là người dân tộc Thái. Quê gốc của con thì là ở ngoài Tây Bắc, cụ thể là Lai Châu. Và hiện tại thì con đang sinh sống và làm việc tại miền Tây, cụ thể là Sóc Trăng.
Dạ, hiện tại thì con đang là kinh doanh và đầu tư cho bên mỹ phẩm của công ty vợ con. À, vậy mà ở Tú Sóc Trăng cơ. Dạ. Đó, còn con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, hiện tại thì con đang là 27 tuổi ạ. Con là Thái, người Thái Trắng. Dạ, Thái Trắng, chính xác ạ. Thái Trắng và con làm việc ở gần Thái Lan. Gần Thái Lan, Sóc Trăng là con mém gần, mém mé Thái Lan. Đó, đó. Rồi bây giờ mời cả. Dạ, con tên là Dương Thị Kim Hua. Con năm nay là sinh năm 93, là 29 tuổi. Con là kinh doanh mỹ phẩm, con đang là giám đốc kinh doanh của mỹ phẩm Fairy. Hua. 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 Con là ở Sóc Trăng là người Hoa. Người Hoa, nhưng mà ông bên nội con là người Hoa, nhưng mẹ con lại là người Thừa Thiên Huế. Cũng hơi xa xa. Mẹ như Huế. Hai đứa có con chưa? Dạ có rồi. Con gái hay con trai? Dạ con gái. Thôi bây giờ kể đi. Lần đầu tiên các con gặp nhau như thế nào và tình yêu nảy nở ra sao? Trước khi mà gặp vợ con á thì là con có tham gia nghệ thuật trong một cái lễ tất niên của công ty vợ con. Thì là có mời giống như là cái team hoặc là cái nhóm mà con gọi là đến diễn một cái lễ tất niên. Con là ca sĩ? Dạ, no, người mẫu. Mẫu và diễn viên. Thì cũng trong cái lễ tất niên đó thì con bị ấn tượng. Đầu tiên đó là trong lúc mà trong cánh gà mà chuẩn bị ra đôi diễn đó thì là nhìn thấy một cái bảng gọi là cái bằng khen đi. Mà để cái tên là tên Kim Hua. Kim Hua mà đó giờ chưa có nghe ai tên Hua bao giờ nghe. Mắc cười lắm. Hua Hoa không Hoa mà Hường không Hường mà Hương không Hua. Thế là con bị ấn tượng cái tên đó. Kiểu con cũng ngày hôm đó gặp ảnh trong tất niên thì kiểu con cũng thấy trai đẹp thì kiểu con cũng thích thôi. Nhưng mà con thích ảnh. Còn gì nữa đâu mà khóc với. Tại vì mấy cái ông người mẫu kia đẹp hơn nữa. Kiểu nhìn ta ngon hơn á, kiểu con cũng mê trai á, nhưng mà kiểu con không thích lắm, mà kiểu thích thì mình để nhìn thôi chứ con không quan tâm. Nhưng mà tối đó thì đi chơi thì kiểu trời ơi sao mà thấy nhìn ai cũng cao to, kiểu miền Tây ở dưới thì không thấy mấy trai bắt đâu. Ăn cần lắm cô, làm gì cũng nhẹ nhàng á, kiểu công ty con hay tổ chức cho con đi học ở Hà Nội á. Con không sung đi đâu, con không thích đi. Nhưng mà tự nhiên cái biết anh này thì con cũng có động lực rồi, kiểu mình cũng đi. Cái con đăng lên Facebook là con nói là Hà Nội có ai đón không, kiểu vậy thôi à. Ông nhảy vô. Ông nhắn tin riêng, ông nói là trời ra đi anh rước. Cái trời mình nghe mình nôn, mà lên máy bay là thấy hồi hộp có người rước mình này. Mình thích, nhưng mà sau ông nói là đang đi diễn ở gần sân bay vậy đó. Thì cũng cách khoảng chừng 20-30 cây à. Nên là thôi thì đặt xe taxi cho bạn ấy đi về khách sạn. Con nói là bây giờ anh đang bận đi ăn này, thì mọi người cứ đi rồi mình ra sau. Xong cái giận là nói là kêu bị là bị cục hứng đó phải không? Con mắt úp con làm lộng lẫy lắm, kiểu con rồi con nói là tối nay chắc bà đón con đi. Cái kiểu nó anh đi ăn với bạn này, cái trời ơi con nóng liền. Cái bạn đi chung phòng với con nói là nhắn là đi chơi với mình đi cho ảnh qua. Cái nói thôi mốt anh vô Sài Gòn em không tiếp anh nữa đâu, nhắn cầu thôi. Cái con đi xuống khách sạn thì con cũng định bốc cháp đi chơi với mấy chị với mấy anh ngoài Hà Nội nữa. Xong cái nói là em nhìn qua đi, anh đang ở sau lưng em nè. Bên đèn đỏ bên kia là giả bộ đúng không? Đó. Không, cũng là tính không đi thật. Nhưng mà cái nhắn tin cái giận thì thôi mình cũng nghĩ là mình còn sắc có lỗi thật. Thì thôi lỡ hứa rồi mà lỡ búc xe về khách sạn thì thôi qua rước đi, gọi là đi ăn chung nguyên nhóm mà. Chứ cũng đâu có nghĩ gì đâu. Đi ăn đi chơi thì say, mà say thì lại phải đi vô bar vô lắp. Đêm đó đi nhậu tiếp tăng 2, tăng 3 gì cũng không biết rồi. Tăng 4 gì luôn, xong rồi về khách sạn. Đó là 4 người, 3 đứa con gái. Say quá say luôn. Mà cái lên giạc ngủ thì cái giường nó cũng to lắm. Ảnh với hai ba anh trong phòng mà hai anh kia lên giạc. Có tiền ảnh nằm dưới đất mình lên vậy đó. Sáng con nói, ủa sao ông ta lên đây ngủ anh không lên. Thôi mọi người ngủ đi, thấy chặt quá. Mà hai anh kia thì nằm dưới chân thôi à. Con với bé kia thì nằm gần nhau. Cái nó hồi danh lên nè. Các con vỗ cái dẹt con lên nằm gần với em nè. Con lên nằm gần với em nè. Thời tới luôn. Sáng rồi đưa đi chơi, đưa đi ăn rồi mọi thứ đó. Nó cứ diễn ra như vậy rồi cái hai đứa thành ra quen nhau rồi. Con đứng lên con tuyên bố với nhóm luôn. Người yêu con. Tự nhiên lúc đó là thích hay gì lắm rồi. Tháng bay 4 lần á. Bay con bay ra hay anh bay, bay vô? Bay ra, ổng bay vô cứ làm hoài vậy đó. Bay ra bay vô rồi. Làm thì giúp khoảng mình một tuần tầm là 7 ngày thì 5 ngày thì bay vô thì ở 5 ngày, 6 ngày trong Sóc Trăng rồi con bay ra con tiếp tục công ngày việc. Kiểu rồi quay con ra ngoài được khoảng tầm 5 6 ngày thì bạn ấy lại bay ra với con. Nhưng mà Hua bay ra ngoài đó là có công việc. Cũng còn có công việc, là bay vô trong đây là có một ví dụ như khoảng công việc xong rồi bay ra thì khoảng công việc 3 lần thôi, nhưng mà bay ra chơi là khoảng 7 lần rồi đó. Có là nguyên tháng ở với nhau như đó. Vậy là làm lợi cho hãng máy bay thì đó. Cứ điện là anh Quang Thái hay đặt vé kiểu gì vô 15 ngày thì ngoài Hà Nội là công việc bỏ hết luôn. Cái ra ngoài Hà Nội để có 15 ngày còn lại trong một tháng để làm việc, cái đường bay ra chơi thì coi như là
Mấy tháng thì không có làm ăn gì luôn, không có ai gì luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Thì hai đứa tự làm ăn với nhau luôn. Ừ đó thì hai đứa làm ăn nội chứ biết sao. Thì hai đứa yêu nhau vậy rồi gia đình có biết không? Con theo con nghĩ thì ban đầu không chịu liền đâu, tại vì ngoài miền Bắc thì xa quá, về quê chồng con thì lại là con một trong gia đình nữa, một người. Đầu sông cuối sông đó. Đó xa lắm nên là con biết ban đầu chắc cũng không thích lắm đâu. Từ từ chịu kiểu như hết nổi hay sao á, cái nói anh vô ở đây luôn đi anh ơi. Con kêu luôn. Khi mà mình vô trong đây ấy thì chắc chắn là mình phải xin nghỉ việc làm ở ngoài Hà Nội rồi. Mình sẽ nghĩ là mình vào đây là mình sẽ có mọi thứ đầy đủ. Đầu tiên là về tình cảm là hai đứa gần nhau trước này. Rồi về có ba mẹ vợ ở trong này. Nhưng mà khi mà con vào thì mọi thứ nó khác hoàn toàn. Khác như thế nào? Đầu tiên là về ngôn ngữ, cách làm việc của con. Thì là con khác ngược với bên nhà vợ con. Đầu tiên là con hay dậy sớm, con đi thể dục, con đi thể thao. Xong cái con bị một thời gian là con bị gọi là bị tâm lý nó bị không ổn định cho lắm, bị stress luôn, bị stress đúng không? Tại vì nhà con mạnh ai nấy ăn không ăn cơm chung. Năm ngày thì có một chương trình lên Sài Gòn làm, mình ở nhà không mà. Ở nhà không mà lại rồi sống với bạn gái nữa. Dạ. Xong cái vô trong đây mọi thứ nó thay đổi hết. Con có bị mặc cảm không? Khóc luôn á cô. Cái đó là trầm cảm luôn. Ủa, chứ không có giỡn đó. Xem lên Facebook xem bạn bè mình đi diễn này, đi chơi, chụp hình này. Cái tự dưng mình thấy ủa mình vô trong đây là mình vẫn làm, nhưng mà tự dưng mình bị ít show lại, mình bị ít chương trình gọi lại. Tối ngủ cái ấy lướt điện thoại hồi là cái hít lại cái gì trời. Thấy chuyện gì buồn hả? Tại vì ổng coi mà chương trình gì cảm động cũng khóc nữa. Hay khóc. Ví dụ gì nói em nghe cái nói là không có gì đâu rồi, con thấy thước thấy người ta đi chơi rồi, hoặc ly diễn này nói trời anh vô đây là anh phải anh thương em không, anh thương thì anh vì em nè, rồi còn tương lai nữa, ví dụ anh diễn thì 5 năm, 10 năm nữa thì anh cũng nghĩ à, nhưng mà bây giờ em đang cần anh, tại vì công việc của con phải thuê người đủ kiểu, con đi nữa ban đêm ban hôm nữa, con phải mướn con bé kia nó chở con đi nọ, rồi anh đi anh vô anh đi chở em với anh cứ đi với nhau vậy nè, thì kệ đi, nửa anh quen từ từ anh quen, cứ an ủi gì đó, khóc cũng khóc, nói giờ thôi vậy nhớ khóc đúng không. Cúng đồ đi ngày mai đi về ngoại. Thì cái con lần đó con thấy buồn hoài, con cũng làm đại đi, mà nếu con nghĩ là về con cũng không có bỏ đâu. Mọi thứ bắt đầu lại. Cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ đi, cái bắt đầu sáng đó là nói thôi về anh ở đây với em. Xác định tư tưởng luôn. Tư tưởng luôn. Chứ nhiều lần con thấy khóc mình cũng thương mà sao mình bực chứ? Cũng hơi bực. Khóc là mình thấy giống mình tội nghiệp bản thân mình mà không được làm hiểu đi, cái gì đó chắc chắn lắm á. Bây giờ con có em bé chưa? Con có được 7 tháng mấy rồi. Rồi lúc mà vợ đẻ. Còn cái tặc ghê, tại vì con nói ha, người ta đi đẻ là phải đi liền, mà con đang là trong mùa dịch, tâm điểm 2 tháng 9 là ngay mùa dịch nữa. Con ra trước 16 đó. Khoảng tầm là 3-4 ngày gì đó, là sáng đó là 2 tháng 9, thì bác sĩ nói là chưa có dấu sanh, nhưng mà đau bụng hoài, với cái bác sĩ nói đẻ đi, đẻ ngày bữa nay cũng tốt, mất khánh nữa dạ. Đấu tranh với nhau, điện cho mẹ làm quá trời, nói là ổng muốn là phải sanh thường, phải sanh tự nhiên, không muốn đẻ mổ, nguy hiểm, đủ thứ mà ổng cái gì mà liên quan tới dao kéo là ổng sợ cực kỳ luôn. Xong sợ lắm mà con nói, giờ nghe em tin em lần đi, sáng là khám, chiều là đẻ, mà bên bệnh viện thông báo nha, 4:20 gì đó là thai phụ sẽ được lên phòng mổ, người nhà phải chuẩn bị. 4:10 kêu cơm ăn, con thì không được ăn, con đói mà người ta bắt phải đói mà không mà không ăn. Ăn dĩa cơm thiệt bự xong anh đi tắm nha. Nói, anh ơi 4:10 thì 4:15 là còn 5 phút là em đi lên đẻ rồi đó. Mà con phải đi tắm cái nữa. Nói, con phải chuẩn bị rồi, con xong hết rồi, con chuẩn bị tâm lý đi về mặc đồ đi vô bệnh phòng mổ rồi. Anh tắm cái anh tắm 3 phút là anh xong. Vô tắm bắt nhạc hát. Không biết sao là mừng hay là gung hay sao vô hát gùm beng bên bệnh viện đẩy con đi. Cái nói, anh ơi em đi nghe. Cái ông nói cái gì đó, con cũng nghe nó là con không biết, ổng biết con đi không. Con ra con tới phòng mổ rồi, cái người nhà ủa tại sao đi mổ mà không có người nhà lên. Cái con nói chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Chồng con đi tắm mà chưa kịp lên. Cái bên bệnh viện nói trời ơi vợ đi đẻ mà vậy này chồng tắm. Thôi cho con vô phòng mổ đi, tới giờ thì mổ rồi, tại vì mình rồi còn người khác nhiều người ngày hôm đó. Đẩy vô thì là người ta vô rồi, phòng mổ là phòng vô trùng và thứ nhất là bệnh viện đó bệnh viện quốc tế nữa. Ông chạy tới, trời ơi làm đang mình đang tịnh gây mê tị sống thì con bé kia nó vô nói là bác ơi bây giờ chồng của chị Hu á, anh Thái á, bây giờ muốn gặp vợ quá trời, ảnh khóc rồi, ảnh khóc ở ngoài phòng mổ quá rồi, bác ơi bác cho ảnh vô đi. Bác sĩ nói đây là cái trường hợp mà không thể nào chấp nhận được, nếu sanh thường thì cho vô, sanh mổ nó không thể nào. Nhưng mà bà chị nói là trời ơi tới nãy anh mất tắm, bà nói chơi vợ đi đẻ mà tắm gì. Mới đầu là bác sĩ quạo rồi, bác sĩ bỏ cái mà cây kim kéo xuống nói, đi rồi kêu vô đi, đúng 10 giây bao nhiêu thôi nha, vô chưa gì khóc, trời ơi khóc mà kiểu
em sao ông nắm tay nắm chân mà kiểu trời trời làm thấy ghê vậy, kiểu con cũng vậy. Cái bác sĩ thấy ổng như là thể hiện quá ha, tội nghiệp quá. Cái bác sĩ cũng muốn khóc, nói trời lần đầu tiên mà thấy chồng mà vợ mổ mà cảm động tới vậy luôn á. Mà mổ khóc luôn con hả? Cũng mới đầu con cười cũng khoái lắm, con nói làm chuyện mắc cười mắc cỡ cũng chết luôn à. Xong rồi con cũng thấy ừ, tự nhiên lớn luôn. Luôn cái con thấy ổng làm con cũng thấy cũng xúc động luôn, khóc quá à. Ờ, cái chi tiết hay nhất là chồng con khóc mà bác sĩ nhìn thấy cảm động luôn. Đó rồi bác sĩ ekip mổ cũng kiểu như nó bị lắng lại, nói trời thôi cho hai vợ chồng nó thể hiện tình cảm đi. Cũng là tại vì cái tật là cứ bị dề dề là hay chậm chậm đó, là không có kịp là đi theo vợ để đi vào phòng mổ. Hối hận, nó hối hận, hối hận sợ lắm, sợ rồi không gặp được vợ nhớ vợ có bị làm sao. Để vô phòng một cái, ai vô phòng một cái là mình khóc nhiều hơn. Đấy thấy sợ. Sợ. Cảm giác thứ hai là sợ, mới đầu là hối hận này, thứ hai đúng là rồi, sợ tại vì rồi. Vô cái phòng mà mọi thứ nó yên tĩnh này, nó trang nghiêm, lạnh tanh nữa, lạnh lắm, lạnh thật, lạnh thật. Nó nổi da gà nữa. Nó lạnh tại vì là bác sĩ mặc đồ màu xanh, rồi tay cầm dao còng kéo là trải sẵn trên bàn, rồi vợ nằm đó giống chuẩn bị làm thịt cái gì đó ra. Rồi mọi thứ không sợ thấy không thương. Cái cảm giác sợ, sợ là khóc sợ. Nhiều. Để cho bắt nhịp cái không gian trong phòng mổ một cái, bắt đầu có đi kiếm vợ con trong phòng đó. Có được gặp vợ cái mừng mà xin vô nói và đâu có nói được gì, vô khóc lắm hoài. Nói lắm lại là tôi hiểu cảm xúc của chú này rồi. Rồi giờ tới cái phần hay. Thôi tới phần kia đi, phần kia đi. Con coi chương trình vợ ông Son này nhiều mà đúng không? Cái phần mà giật mặt không? Kể hết luôn nè. Kể hết luôn. Rồi. À, đầu tiên là cái tính nét là trước khi đi đâu làm gì là phải chửi. Chửi vì cái tật là chậm chạp này nọ đó. Đâu chửi sao? Chửi sao? Thôi nghe nặng lắm. Thôi nói đi. Thằng salad này không có chịu xưng bằng thằng. Rồi nó, đứa gọi con là nó. Con nói hay mẹ con là kiểu hay nói thằng ấy xàm xàm á, tối ngại đi đâu ghê bực mình ghê quá. Đó là kiểu hay nói như vậy. À, rồi xàm tối ngày cái miệng nói vậy cái quạo rồi đó. Sinh năm 95 thì nhỏ hơn ta thì kêu bằng mày cũng bình thường nữa. Đó con lớn ta sinh trước thì đừng có nói vậy, nói sao những lúc bình thường không nói, những lúc mà cãi lộn thì đi nói ra mấy chuyện vậy. Cái đó là tật xấu đó. Tật xấu phải sửa cái đó. Rồi đúng rồi. Vui cũng quạo mà buồn cũng hay quạo. Dễ gì ghen hơn gì ghen. Cứ hỏi về người yêu cũ. Tối trước khi đi ngủ thì hai đứa thì nói chuyện vui đi, rồi nói chuyện cái gì cái đó đi, hay là ngày mai ăn gì làm gì đi chơi. Cứ hỏi lâu lại hỏi là quen ai kể đi. Rồi khi quen là có làm gì không. Mà kể xong vô tư thôi. Có cọc không? Quạo liền, con dãy liền. Đó, lại mất vui luôn. Tự khơi khơi rồi tự quạo. Hay, đúng rồi. Hỏi nè, đó quen nhiêu người anh. Cái nói nó xong nói trời nhỏ tuổi quen dữ quá ha. Cái họ nói hồi cái có làm gì không. Nói thì quen thì phải làm cái gì mà làm ở đâu. Làm nhiêu lần, trời ơi con hỏi gõ lắm á. Xong con quạo như quay vô vách ngủ liền. Con nói á, mới bị lớn mà vậy. Quạo liền, con dãy liền là con giận. Mà con phải hỏi ra nha, không ra là con không dãy nữa. Con cũng làm không nói ra. Là cũng quạo. Không nói cũng quạo. Là cái đó là tật xấu. Nói cũng quạo. Xấu mà xấu tự làm khổ mình đó. Đó. Rồi sao rồi giờ con mong hỏi gì nữa nào? Đủ rồi giờ. Hỏi giờ tới hùa đó. Con nói ha, không ai mà đàn ông mà cái ga giường á mà thẳng như khách sạn luôn á, hầu như ngày nào cũng vậy. Con nói chú tể của ga giường hay sao á, kiểu như thích cực kỳ. Mình ngủ thì sushi là con của con là thức sớm thì 7 giờ ổng thức thì hai cha con xuống lầu làm gì làm mình ngủ. Không có nha cô, thức dậy là ổng cuốn cái mùng trước rồi ổng lấy gối của con, mền của con để qua nồi trước, ổng chừa đúng cái mền cho con nằm thôi, rồi cái dè con nằm mình lên con vậy đó. Rồi ổng cũng căng cho thẳng vậy đó. Xong đến 8 giờ 9 giờ thức đi em, thức cho anh dọn dẹp cái giường. Nó hôm lên làm mà trả lời khách 2-3 giờ cho em ngủ một chút nữa đi. Phải bắt mình thức xong liền là đi căng cái ga giường. Căng thẳng thớm nha. Cọng tóc cũng nói mà con thì xài tóc nói đi, con gái mình cũng kiểu sửa sạn mà nói. Cọng tóc nè, tối ngày là tóc nè, rồi tóc rất cái giờ dưới đất cũng lượm lên. Thậm chí phân thằng lằn cũng bốc nữa nha cô. Kỹ mà con hứ. Trời khủng khiếp quá trời, con không chịu gì luôn á. Con nói quá kỹ rồi, đừng kỹ anh, hãy ẩu đi, em cũng ẩu mà không nha. Lúc mà, nào cái đó hợp lý. Cái này nói về chắc giận con nè, nhưng mà con không nói nữa. Kinh khủng luôn, đôi dép mang ai cũng được mang vô đó nha, mấy dép mang trong nhà á nha. Mang vô một cái hửi liền luôn á. Không mà dặn con không có cho, không nói đâu nha, nhưng mà con tức hoài mà tới đứa tức cháu. Dép của ảnh là của ảnh, không ai được quyền mang. Gì cũng hửi hết trơn, cái gì một chút cũng hửi. Kiểu đôi dép mà thấy hơi cái vị trí đôi dép để ngày hôm đó chỗ đó vậy đó, mặn hồi nữa. Ai mang dép con này nè, chắc chắn là phải hửi dép. Dép này của anh mà ai mang nè, mà mắc cười đó, mẹ nói trời trời, đôi dép nó cũng hửi được đó mà. Bạn này là bị một cái gọi là dị ứng với lại các mùi vị. Rồi thôi, cặp vợ chồng này thì đẹp đôi quá. Đúng rồi. Thì không biết là Thái cũng như là Hua
các bạn có một cái điều gì nó dành cho nhau hay không, bí mật cho nhau đó. À bây giờ em nhờ chương trình cho em lấy món quà. Là à, có quà tặng cho chồng hả? Biết rồi, biết. Là dối tình hôm nay. Nhưng mà thật sự cái món quà này, lần này con muốn cặp nhẫn cưới này con tặng chồng con. Là gì? Hồi đó giờ cái gì ấy, cái gì giá trị ảnh cũng dành cho con dành hết. Cho con. Nhưng mà cặp nhẫn này con đặt giá trị con tặng lại cho ảnh. Ngược lại cho ảnh. Đây là cầu hôn đúng không? Nhưng mà cầu hôn thì cũng không phải cầu hôn, tại vì con nói là khi cầu hôn con phải ở Đà Lạt con mới chịu, và nhẫn phải là hộp bự con mới chịu. Còn cái này thì con tặng cho ảnh. Không biết hôm bữa thử chiếc này nhẫn ngón nào nữa. Ủa mà giờ đeo vậy thì sau này cầu hôn thì lại đeo chiếc khác nữa hả? À, cầu hôn là anh mua nhẫn cầu hôn cho em thôi, nhẫn này em tặng anh này. Đem đây hai đứa đeo nhẫn cưới luôn á. Quá. Hòe cái chiếc đi, hòe cái chiếc đi rồi. Đó. À, thấy muốn nói gì với vợ không? Hôm nay có một cái nữa, con muốn vợ con đứng tên. Đúng ra thì cái này vợ con đứng tên nhiều chương trình. Con muốn tặng cho vợ con cái món quà này. À, cái này nó cũng bự á, mà cái này nó di chuyển được nghe. Đó là một cái bản hợp đồng mua xe ô tô. À, cho vợ ký tên. Ủa tại vì cái này con để cho anh đứng tên mà. Nhưng mà con nghĩ là cái tài sản lớn giá trị thì vợ đứng tên gọi là giữ sẽ hay hơn. Rồi hôm nay là các bạn đã dành những cái món quà dành cho nhau như quá vậy trời rồi. Quá với trời rồi. Trên sân khấu này nữa thì rất là ý nghĩa. Chắc có lẽ là Nguyên chính là người chủ động cua em đúng không? Trời đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều đó. Em cũng đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không có được như em hết trơn á. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa. Có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là nhưng mà ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Ngại chê. Và không biết cặp vợ chồng đầu tiên của chương trình Vợ Chồng Son tuần này là ai? Mời quý vị khán giả chúng ta dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Trời ơi. Rồi thôi bữa nay tụi mình ngồi thôi để cặp rồi, này nói. Rồi hân hoan chào mừng các em, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ em cái gì cũng vậy, em cũng làm gì với vợ em hết đó, mời giới thiệu trước. Dạ em chào anh chị, em chào khán giả đang ở trường quay. Em tên là Lê Như Khánh Huyên, em năm nay 29 tuổi và hiện tại em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Ấy còn em? Vậy là nói đầu tiên thì tôi biết là coi xuống. Không có lời nói đầu tiên bị quen sinh xấu. Dạ em xin phép chào Diêm Dân, chào Quốc Thuận, chào tất cả quý khán giả có mặt trong chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay ạ. Em tên là Thanh Tân và tên đầy đủ của em là Phan Thanh Tân. Em còn có nickname là A Chề, Tân Chề, muốn kiểu gì chề cũng được. Dạ. Hôm nay nhiêu tuổi ta? Dạ, em hôm nay 31 rồi. 31. Dạ. Thôi, thật ra là anh em biết nhau rất nhiều. Nhưng dạ, thật sự anh ở đây là anh cũng chia sẻ với Tân luôn, anh chưa hề biết cái tình yêu của hai đứa bắt đầu như thế nào. Và anh không hiểu tại sao em lại quen với một hot girl như Nguyên. Trời ơi em quái lắm anh. Cũng cái tháng năm này cách đây tôi muốn chề đi. Nói đi. Cách đây 6 năm tại Cao Lãnh Đồng Tháp. Chúng em vô tình gặp nhau và quay phim chung. Nhưng mà vậy là ấn tượng đầu tiên khi mà em vừa chợt thấy vợ em như thế nào em nói đi. Ghét liền. Sao ghét? Em hồi xưa là em cũng là diễn viên của sân khấu Nụ Cười Mới. Dạ thì thời điểm đó là sân khấu Nụ Cười Mới là cũng diễn cũng rất nhiều vở hay này nọ. Thì vợ em là lúc đó cũng là mới sinh viên trong trường đó thì gặp em hay nói là trời ơi diễn viên Nụ Cười Mới tới. Còn bây giờ kiểu giống như là nó khổ em quá vậy thôi. Em phải mưa. Còn em sao cưng? Em nói đi Quyên. Em cũng đâu có thích gì đâu chị. Tại vì cái kiểu như ảnh là tỏ vẻ ta đây á, kiểu như ta diễn viên nhiều người biết lắm. Chỉ có như tụi em là diễn viên mới ra trường, bắt đầu mới đi phim là chỉ biết một vài người thôi, còn ảnh là từ trên như biết hết. Tại vì em á thì em đóng phim từ năm 2004 thì đa số là như là anh quay phim hay này nào em biết hết. Ví dụ vô bạn khỏe không, bạn này kia là ơi khỏe anh bảy anh ba khỏe không thì em chào bình thường không chị. Đâu có liên quan gì đâu thì em chào có anh bảy anh ba này kia nhưng mà thể hiện lắm chị. Trời em thể hiện nào đâu đúng không? Ở dưới anh Bin hỏi khỏe không anh Bin đó. Bữa giờ có quay phim gì không? Bữa giờ có quay phim mới nào không chị? Chị thôi đó mà em đâu có biết đâu thành làm sao em nói chuyện được mà tự nhiên không nhưng mà bản thân em là không biết ảnh đi phim từ lúc nào thấy ồn ào quá thấy ghét đúng rồi đúng không
đúng tại rồi luôn sumo lắm. Nhưng mà em có để ý tới cái bờ môi chề của dạ không đó. Em chỉ ghét cái tính thôi à. Anh Vin biết tính em rồi đúng không? Em lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát, thân thiện lắm đúng không? Em lúc nào cũng chào hỏi người ta đàng hoàng. Bây giờ cả hai bạn không ưa tại sao lại thích nhau? Quay một khoảng thời gian thì em bệnh off hôm đó, cái ảnh lên đoàn ảnh mới hỏi mọi người là em đâu không thấy, tại vì mỗi ngày mà hai đứa không cự nhau là không chịu được. Rồi anh hỏi em sao? Em chỉ nghe kể lại là ảnh quay giờ sớm để anh mua thuốc, ảnh mua cháo, ảnh tới tận phòng em để mà gõ cửa. Mà cái cách mà đưa thuốc, đưa quan tâm mình kỳ lắm. Em có chồng không? Có. Thuốc nè, cháo nè, ừ vậy đi. Rồi cái bỏ đi tê, em không biết là ủa tại sao tự nhiên anh lại mua thuốc mua cháo cho em mà lại biết em bệnh như vậy. Rồi giờ hỏi nó lý do, em nói đi. Có phải là tạo nét không? Không, không phải. Phải không, cái này nó thiệt. Em thấy cũng thấy tội nghiệp, tự nhiên hỏi đâu rồi, bệnh ở nhà mà ở khách sạn đâu có ai đâu mà lo lắng gì nọ. Cái em cũng tự nhiên đi về đó, riêng thấy cái nhà thuốc mình nhớ rồi ghé mua thuốc. Còn cái vấn đề mà đưa thuốc thì em có chồng anh đưa thuốc đưa cháo này thôi mang đi, không lẽ giờ đứng em ơi vô câu giọng cổ không mới đưa nữa hả? Không phải hỏi thăm là em mà cũng phải tình cảm chứ. Càng không thích á, ghét nào chạy cho của nó là vậy. Dạ, cho nên nhưng mà em phải nhớ là em phải có một cái chi tiết nào đó thì em mới có thể giống tình cảm mình nó mới gãy được, đúng không? Chứ đâu tự nhiên mà khơi được. Chung là cái khoảng thời gian nó cũng nói chuyện qua lại. Thì cái phòng mà em đây thì phòng của vợ em bên đây thì em có ngoài trước có cái lan can á, em hay quay tới tối về á, cầm lon bia đứng lan can đứng tạo nét, uống hết rồi nhìn nó chăng sao rồi vậy. Giống như là đúng hẹn canh ba là mình xuất hiện á, đúng cái chị cũng xuất hiện là chị ngồi đứng giả bộ phơi đồ này kia nọ, chỉ là chị muốn ra gặp em chứ không phải gì hết trơn á. Thôi bây giờ mới hỏi Quyên nè, coi đúng là như vậy không? Đúng rồi, em muốn bắt chuyện này tại vì trên đoàn phim là hai đứa đã như vậy rồi, để coi thử là cái về sau đoàn phim mình như thế nào. Sau cái buổi mà em bệnh đó thì em có cái nhìn khác, em có suy nghĩ khác về ảnh. Bắt đầu ảnh cởi mở với mình hơn, ảnh chia sẻ, ảnh nói nhiều chuyện hơn. Vậy theo em kể và theo Quyên chia sẻ, chắc có lẽ là Quyên chính là người chủ động cua em đúng không? Trời ơi, đừng hỏi nữa, gì kỳ quá. Đúng rồi anh. Em là được cái gái cua nhiều. Em cua đâu có dễ đâu anh. Em được cái độc mà lạ, không có được như em hết trơn á. Rồi, gây trở ngại và khó khăn cho em rất không, nhiều anh, luôn. Lúc của em rối anh thì sao lúc Quyên luôn sao? Giờ nghỉ trưa thì cái lớp học của anh thì con trai nằm trên bàn thì đang nằm bên này thì có anh Tân, em cho anh nghe bài này nè. Em cũng bình thường không suy nghĩ gì thì lấy cái tai nghe bấm vô cái nghe giọng có một chút nhớ nhớ, có một chút thương thương. Là em có một chút rối rối trong người à. Bây giờ em nói là chết. Có một chút rối liền. Dạ, nói liền thôi rồi. Chết cha, cú này mình phải xử lý sao ta? Thực sự là em muốn ừ liền á. Em muốn ừ liền chứ để thảy. Nhưng mà ừ liền kỳ quá cho nên là em cũng chút rối rối cái để đi toilet cái. Chỉ có cách đó mới nhanh nhất thôi, chỉ có cách đó mới nhanh nhất. Xong em suy nghĩ. Suy nghĩ trong toilet. Dạ, em quay qua nó lại. Thôi giờ bắt đầu chúng ta tìm hiểu nhau nha. Rồi đó là dính em tới giờ liền, trời. Ủa nhưng mà nó đơn giản gì thôi đâu. Đâu có đơn giản gì đâu anh. Đâu anh, em chơi chiêu liền, em chơi chiêu là từ chiêu cuối luôn. Em giả bộ em nói là giờ em là anh có hai đứa con rồi, vợ anh bỏ anh rồi, hiện tại giờ anh cũng kiểu như là chưa có tính bước thêm bước nữa, mà công phiền em rồi người ta thiên hạ dị nghị này nữa, mấy cái phim Hàn Quốc đó em coi quải vậy. Lúc em nghe vậy thì sao? Em nghe vậy thì em suy nghĩ, em chỉ trả lời là ok, con anh thì em nuôi, đâu có vấn đề gì đâu. Trời em tuyệt vời vậy luôn á. Mà Nguyên lúc đó nó mới là hai mươi mấy tuổi, 23-24 tuổi à. Thì lúc đó em lì lắm chị, có nghĩa là em suy nghĩ trong bản thân mình là em thương ổng, có thương mà không thể nào mà gọi là bỏ ổng á, mới là ngắn thôi. Nó làm gì mà em thương nó dữ vậy trời. Nói chung đến bây giờ em cũng không lý giải được. Không lý giải được. Em bị trúng cái gì của nó rồi chứ. Ngại. Trúng ngại hả? Ngại chê. Đến lúc nào thì em biết là cái đó là ông giỡn với mình? Đến khoảng tụi em bắt đầu quen nhau khoảng tầm 3-4 tháng. Ảnh có một người bạn thân ở chung phòng luôn. Em mới tìm hiểu. Em muốn biết anh ở đâu như thế nào. Rồi sau đó là em tìm tới cái nơi ảnh sống. Để coi xung quanh là môi trường sống của anh ra sao như thế nào. Rồi em sẽ đưa ra cái quyết định luôn. Thì khi đó em mới biết là anh nó xạo. Cái người bạn thân đó cũng nói là nó làm gì có vợ có con, trời ơi nó còn ham chơi, nó còn đi phim tùm lum hết, không có chịu sự ràng buộc gì đâu. Lúc đó mừng hay là dạ, hững hay là giận hay là gì? Em mừng lắm, mà em đến mức độ em kêu được rồi, em sẽ chinh phục đến mức là anh phải cưới em cho bằng được, chứ không thể nào anh bỏ em được rồi. Tân, khi mà Quyên biết được em nói xạo thì cái phản ứng của em trúng số vậy?
em đâu thế nào đứng trước mặt vợ em nói là em ơi những chuyện đó là anh nói xạo với em, em không làm nói được, hên nhờ người bạn em nói giùm em. Chẳng qua là vợ em cũng hiểu được cái vấn đề là anh nói gì là chỉ muốn như vậy thôi, chứ không phải là nói dối hay lừa gạt em cái gì hết. Rồi bây giờ hỏi câu nữa nè, trước khi mà em và Tân cưới nhau thì hai em có quyết định là đến trước với nhau không, có sống thử với nhau? Em có chủ động, em qua lại, em vẫn ở nhà trọ, vẫn qua nhà anh Tân để mà làm gì, để em sinh hoạt với gia đình ảnh, coi thử là mình sống có được với nhà chồng hay không. Nhưng mà sau khi cưới rồi và tới thời điểm bây giờ em thấy quyết định em ở nhà chồng là đúng. Cuối cùng bây giờ em không biết em là con ruột hay là không biết mình là rể hay là rể hay con ruột. Tại vì nàng ấy được cưng quá đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là cái ngày đám cưới, cái đêm động phòng đó, nó còn cái gì gọi là bất ngờ với các em nữa không? Bất ngờ anh. Bất ngờ. Hai chồng đếm tiền không? Thì đám cưới ai mà đếm tiền? Đám cưới xong rồi đếm tiền xong ngủ tới sáng anh, đâu có gì đâu, hết rồi. Không có gì luôn á. Không có còn một sự việc nữa anh, mà tại vì á nó đi đến bây giờ là nó hết quan trọng với ảnh rồi. Sao vậy? Là xỉn sau rồi. Đám cưới là mất Facebook. Mất Facebook xỉn ngủ luôn anh. Buồn quá. Tức là vừa mới dạ, cưới xong. Dạ, đám cưới xong một cái là mất Facebook. Chịu là nhiều khi á mấy nhỏ ông quen với em bé hacker. Giận á, hiểu không? Bởi nói ai không thích hết Facebook luôn. Rồi như vậy là các em đã cưới nhau bao lâu rồi? Mới cưới năm ngoái nhiêu anh? Năm ngoái. Tới 6 là 1 năm anh. Vậy thì trong khoảng thời gian đó anh có tật xấu gì không Quyên? Dằn mặt cái gì mà dằn? Em hồi nãy là em có bạn nhà rồi, khi mà anh tằng hẳn là em cũng nói thoải mái rồi. Có anh. Có. Nhiều lắm. Em kể đến khi nào em mệt thôi em. Ngủ là thánh gác luôn, coi em là cái gối ôm. Và đến khi ngủ là chỉ có ép sát em vô trong vách tường á. Một mình một giường ngủ quen rồi, bây giờ có vợ nữa ngủ cũng y chang vậy luôn. Không nghĩ là có vợ nằm kế nữa. Vậy lúc đó là em khúc em đang ngủ đó là em mơ em đang đá banh. Đá banh rồi đó, cho nên là nó bị lòi ra ngoài. Tiếp đi em. Còn gì nữa? Quần áo đi về không bao giờ mắc lên cái xào đồ hết. Cái này xấu cứ này, quăng đó nè. Trong khi có cái sọt để quần áo dơ mà không bỏ vô. Bừa bộn, bê bối. Không, tại cái sọt đó sọt của vợ em, còn chỗ em là để đó, cái chỗ em xưa vợ đó rồi. Em không muốn đồ đạc của vợ em nó cực khổ mà đem giặt phải lựa từng cái từng cái. Nhưng mà đâu thể quy định cái em, của vợ cái của chồng em, được. Em gom lại chỗ, nhưng là lúc nào em cần giặt đồ của chồng thì lấy khúc này rồi quăng vô thôi. Còn của em thì em lấy cho nó gọn. Chứ mỗi lần giặt đồ này của anh, này của em dọn ra áo trắng, quần đen rồi nó khó cực vợ em, cho nên là em quyết định là em để chỗ một cái đó. Thôi, ai đi hốt rồi ai hốt đi. Em hốt với ai hốt đâu. Làm biến làm việc nhà lắm anh, không bao giờ phụ vợ gì hết á. Lười biến. Bởi gì nữa nè? Một cái nữa là toilet ở nhà không bao giờ có cửa, cho dù lắp cửa lên cũng tháo cửa ra, không thích. Cái gì? Ủa, sao nó vậy? Sao vậy? Không phải cái chuyện mà cửa toilet thì vợ chồng cũng hai người mình ở không đó thôi, vì cái toilet tại vì toilet cũng vậy hả? Cái phòng tắm nhà em ở trong cái phòng luôn, trong phòng ngủ mình luôn. Dạ đúng rồi, em thích vậy anh, cho nó mùi hương nó thoang thoảng á. Cái này là bệnh nè, cái này bệnh. Cái là ảo là gì ạ? Nhưng mà em có thích không? Nói không đi, nói không đi, nói không đi. Mà thích phải không? Dạ thích. Đến ngay độ mà em thích cả cái mùi. Thích luôn cả cái mùi hả? Nghiện mùi luôn rồi. Dạ đúng rồi. Em nói thật là nhiều khi á, buổi sáng anh dậy á, anh có đi toilet hay gì đó, nhiều em ngủ mà em biết anh dậy rồi mà em vẫn chưa cảm nhận được cái mùi thì em hỏi, ủa anh vô toilet để làm gì? Anh kêu anh đi toilet mà, tại sao không có mùi? Bắt buộc toilet phải có mùi. Cái tật xấu đó, nhưng mà nó là một cái gì đó vui của hai đứa. Đáng yêu, đáng yêu. Dạ, một tật xấu nữa. Gì là gì? Là đi nhậu về trễ. Em ở nhà khoảng tầm 10 giờ, 11 giờ là em mới gọi rồi. Đang về, đang dắt xe, đang về, đang dắt xe, cứ vậy đó, cứ hai câu đó nói hoài. Mà em nhìn đồng hồ, ủa nửa tiếng, một tiếng rưỡi chưa thấy về nữa. Mà cứ như vậy em nhắc từ lúc quen cho tới bây giờ vẫn vậy. Tại vì đi chơi bạn đông lắm, dắt tới đây gặp đứa bạn đá trống xuống nói chuyện chút xíu vừa tới bên kia nữa dắt nữa tới chê em phải vô em mến bạn. Không bây giờ mình về thì nói này được coi thường vô cái điện thoại biển khổ tiếp tục nữa. Anh Tân thích đếm tiền mà tiền lẻ. Ở nhà có một cái hộp đựng tiền lẻ, tiền đó để dành cho em hoặc là mẹ chồng đi chùa để bỏ tích công đức đó. Hai hộp lắm. Tối nào về đổ ra, xào ra nhà bắt đầu ngồi đếm, rồi xếp. Trời mặt nào qua mặt đó. Ui đáng yêu. Đến lúc mà xếp ngay rồi vẫn đổ ra lại ngồi đếm. Xếp lại. Dạ xếp lại. Mà tiền lẻ trời chứ. Không cái đâu phải tật xấu đấy em, là cái nết đáng yêu. Cái đó là em ghi hai hộp rõ ràng đàng hoàng. Từ hộp bên đây là từ 500 đồng, từ 1000, từ 2000.
còn đây là tờ 5 ngàn. Em có giấy tờ giấy em dán lại em như là tiền mua Audi là tờ 5 ngàn, còn hộp mà 500 ngàn đó ngàn. Tiền mua biệt thự đó. Dễ thương à. Không biết chừng nào mới mua được luôn mơ đó, nước mơ đó à. Thế thương quá à. Hai cái hũ nhựa á chị. Mặt nào ra mặt đó. Dạ đúng rồi, sếp mặt nào ra mặt đó. Bây giờ tới em nè. Giờ tiếp. Em có tật xấu gì không? Giờ em là tuyệt vời. Không có gì xấu hết. Ngoài chuyện nấu ăn không. Nấu ăn là giờ em nấu được nha. Mà nấu ngon nha, chứ không phải là gì mà chỉ có là chưa đủ trình độ nấu cho em ăn thôi. Ủa là sao? Ngon em nói thiệt, cái này là em nói nghiêm túc đàng hoàng nha. Nấu rất ngon mà chưa đủ trình độ. Tại vì mỗi lần là vô bếp một cái là nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Mà nấu ngon chứ phải là tay quầy lắm. Vừa tay trường đúng không? Vừa tay quầy ra cái là mẹ em vô, con đi ra đi. Mẹ nấu cùng em ăn thôi. Là mẹ nấu em ăn đó. Dạ. Là vợ bài đâu. Mẹ nấu. Dạ. Có nghĩa là em bài ra em nấu, nhưng mà em nấu đồ ăn hơi tỉ mỉ, hơi kỹ á, là em cắt hết cái này em bỏ qua cái chén, cắt hết cái kia bỏ qua cái dĩa, cứ vậy 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 đó thì không biết khi nào mọi người mới được ăn. Là cái đó chiên trứng thôi nha chị. Tập cái trứng bỏ vô cái chảo thôi, bốn năm cái chén vậy đó. Từ trước giờ em chưa bao giờ được ăn bữa ăn đàng hoàng từ lúc mà qua nhà em tới giờ. Tại vì không ông kịp để nấu, mẹ em nấu hết rồi. À. Vậy là coi là chậm chạp. Rồi còn tật xấu gì nữa? Hết rồi. Vợ chỉ có nhiêu đó rồi. Vợ em có thích cắn em không? Có ghiền không? Em là ghiền đếm tiền lẻ. Còn vợ em nó có cái gì ghiền tương tự mà dễ thương vậy không? Ghiền dặn volume á. Là sao? Hay nhéo vú không? Volume quá. Giống như TV đang lớn quá mà không chịu kêu bấm đồ mót bấm mà. Là tự động TV nhỏ lại. Đau không? Tại tao không? Đau chứ em đang cầm đồ mót mà dặn mày chắc nhỏ lại liền. Rồi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì? Cái mong muốn của em nhất là như là vợ em có hai ngày nghỉ, thứ bảy và ngày chủ nhật, thì cái kiểu như em cũng muốn là vợ em một ngày đó xuống bếp làm đúng bữa tình soạn, mời mẹ em ăn một lần như vậy thôi. Dạ. Thế còn Quyên mong muốn Tân thay đổi điều gì? Em muốn anh Tân phải tập trung vào công việc hơn nữa, bớt em chơi lại thôi. Còn những cái việc mà anh bê bối hay gì đó em có thể làm được hết. Chị thấy là chắc là những cái mối quan hệ đó như là ngoại giao đồ. Dạ đúng, nhưng mà ý là cũng phải có một chút dành thời gian cho gia đình, cho em, chị thôi. Chứ còn bạn bè em vẫn cho đi chơi bình thường. Okay. Nói nghe nè, giờ đơn giản quá. Hai cái mong muốn của tụi em giờ chị. Em là ước mơ, coi như thứ bảy chủ nhật em được nghỉ đúng không? Dạ. Bữa nào á chị nói em, nói thì nó ăn ngon rồi. Em biết rồi, em khẳng định chị rồi. Nó chỉ bị nó hơi chậm chạp thôi. Dạ. Thì giờ em làm bộ bữa nào đi, em xuống em hù hở với nó đi, cho nó cái phần chậm nó bớt đi, cho đứng nó nấu vậy. Nhưng mà cái em sợ là em xuống em hồ hởi nữa là mẹ em đuổi hai đứa hồ ra ngoài kia luôn. Lén lút thầm lặng. Thì anh hy vọng rằng là các em cứ như thế này mà phát triển và giữ gìn, hấu hiểu nhau và nắm tay nhau đi với nhau đến hết cuộc đời này. Yeah. Nha Tân, nha Quyên. Cảm ơn anh chị. Rồi, hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu. Chị có giữ giá đúng không? Bởi vậy, giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Thì thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngửa nữa. Thôi rùa bò lật ngửa. Đi nói kia đi. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngửa đó. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ, dạ, đúng rồi. Em nói chị biết nghe, mặc dù em là diễn viên nghe, nhưng mà cái đam mê của em là ca hát. Có khi nào hôm nay mình gặp được một cặp vợ chồng ca sĩ không? Ước ao không? Ước ao không? Ước ao nghe em mà gặp, em mà gặp cặp vợ chồng và ca sĩ bước ra cái em lăn em xỉu rồi đó. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đồng hành với cái tâm trạng của tôi và chị Hồng Vân, đó là rất là khao khát được gặp đôi vợ chồng ca sĩ. Và mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi, nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nó mở mắt hay mở nha. Mở mắt đi ơi. Tao đã rồi. Tao đã rồi. Em ơi, chào em. Dạ chào chị. Trời ơi. Thấy ngồi đi, ngồi đi. Xin chào người bạn. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Thời đây là rất là vui khi mà được trò chuyện với cặp vợ chồng phải nói xinh đẹp nhất nhì showbiz. Thì các hoàng tử công chúa thực sự luôn á. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Thế bây giờ sẵn đây thì chúng cho mọi người biết luôn, Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à, Thanh nè. Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh Quốc Thận. Và Phúc thì năm nay được 39 tuổi.
chắc Phúc đang làm ca sĩ đó. Không, ca sĩ không, Phúc ơi, thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Bình thường thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Thôi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Hồng Soan đó. Dạ, em hôm nay 35 tuổi. Nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hồng Phúc và quản lý anh Ưng Hồng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi hiểu dân gian là sếp của anh Phúc đó. Bây giờ nói luôn đi, lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất, là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán, thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn ngắn màu xanh và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu, nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thế còn Kim Cương thì sao? Nó chưa học xoàng dễ thương hơn á. Xoàng em sao xoàng? Dạ. Võ Thị Hồng Soan á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á, là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Chung với anh. Cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự, nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng lầm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hồng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau, cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Bế Vân. Chị Bế Vân. Dạ, Bế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong rồi đấy cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai? Bế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Thì vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có lành. Thì sau đó mới về, mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói à cũng được, cũng okay. Được cái từ cũng được nha. Sau đó thì đầu tiến tới là cái công việc, cái buổi mà đầu tiên mà hai đứa gặp nhau nói chuyện nhiều nhất chắc có lẽ là cái buổi mà làm việc chung đó, buổi mà quay hình, quay phim. Thì mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng rồi, gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao Kim Cương? Dạ, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc, cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau thì ôm nhau thì kia, thật sự thì em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Phúc biết ông Phúc. Dạ thì lúc đó em cũng thích, nhưng mà mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu thể nào vồ vập mà hồ hởi ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ. Dạ em cũng phải lịch sự với xin số, lấy số điện thoại, giữ contact, rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay đến ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ, nó ngọt, người ta đánh giá mình chết. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ, nhưng mà em cũng, mình cũng là người mẫu mà, cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Và có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của mình, cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó nghĩ chưa. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi, anh hay chọc em vậy đó. Trong clip là làm người yêu, là đóng vai người yêu, thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi, nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó
lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình bị lặm vào nhân vật gì đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này. Cái cảm giác này chị biết. Tại vì em biết không, ngày xưa lúc mà chị Vân Tuấn Anh á là quay trong cái Thiên Thai của chị Thanh Lan đó, cũng MV ca nhạc đó, thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó, rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó. Tối về rồi cũng đâu ngủ được. Cũng đâu ngủ vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Xả giá luôn. Xả giá luôn. Có một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá? Giá cũng khoảng tuần sau thì đáp thì cùng cỡ tôi rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Hẹn hò thì lúc đầu thì đi ăn bình thường thôi, xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không, em lại phải đi diễn gần một tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra cái tuổi của em, bắt đầu mới coi trên mạng á, thì coi tuổi thôi, như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mà suy nghĩ gì đó, mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin. Thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu tại người yêu ở đâu đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp. Thì nguyên một tháng đó là nhắn tin, và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi. Thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Đó, cái phút giây mà gặp lại đó, sau một tháng không gặp mà chỉ trời nó mãnh liệt chứ không? Nó gần gần nó liệt, nó la mà lắm luôn, nó la mà lắm luôn, có nhào tới ôm đi. Rồi tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 tới năm 2015 là trong 3 năm đó đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế, và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá, và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa, mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút, em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Sau cái đêm hôm đó về á, có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa, thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa, mà đừng cho Phúc đi mổ nữa, tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó, là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên, cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình anh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài, và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Nhiều khi anh đau anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Đây mới nói nhiều khi em nghĩ trời ơi, không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn thế này. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn là như vậy, tại vì thấy anh đau anh nằm một chỗ, nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Bây giờ là bắt đầu đến cái phần gọi là phần thật ra trước giờ khán giả yêu mến anh Nguyễn Hoàng Phúc chưa bao giờ biết được cái phần này của anh, cái tật xấu của ảnh á đó. Khán giả chắc là khoái cái phần này. Ê, ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái riêng của ảnh. Nhiều khi anh vô toilet ngồi chống một thì cà lâu vậy đó. Bao lâu thì sáng tác đó. Cứ ngồi chỗ hoài vậy đó, kiểu gì đó. Thì em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm lên nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì biết nữa thì cà lâu, cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn. Kiểu lề như vậy. Mề đó đúng không? Dạ lề mề, kiểu vậy đó. Anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu.
Tại vì Kim Cương quá nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày các em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có cái sự thay đổi cho mình. Xưa thì em hay gọi là chậm, rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái biệt danh là rùa bò lật ngựa nữa. Thôi tự nhiên đi nói kia. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngựa đó chị. Con rùa nó đã chậm rồi. Dạ dạ đúng rồi. Ngày xưa ở trong 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. À đúng rồi. Cái đâu cao lắm rồi. Con rùa nó nửa tiếng thôi chứ làm dữ vậy. Khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi, thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Ông Sằng nói tiếp với em, anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiển á. Có nghĩa là anh mê tới nỗi là thứ tiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là để kiển hết. Dạ, anh thích để kiển mà trên lầu. Rồi sao nè, còn gì nữa không? Dạ, khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu, chỉ như vậy thôi. Rồi bây giờ tới Phúc đó, cô ấy có tật xấu gì không? Dễ kể à, thì, kể đi rồi về cắt lương. Tật xấu thì cũng không có tật xấu nhiều, mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Đó bà hung dữ cỡ nào đó, nói gì chị em tả chị coi. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Ôi dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Thật là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Cái đường theo em là em né em chạy thôi, tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước là chạy theo là em né ra cái chỗ khác để bỏ chạy. Nó nào bỏ chạy tôi lấy đóng cửa luôn đóng lại. Ấy rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được Kim Cương? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Nhỏ này rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Chị dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không nhưng mà được đấy, không có kẹo, không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Tôi nói kẹo là chết đó. Kẹo là bỏ lâu rồi. Có ghen với em đó, cái đó thì khỏi nói rồi. Tức là không có cơ hội nào để được làm chân kia. Là quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Tới bây giờ em mới thấy là chặt lắm. Không kẹp hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở, nhưng mà không. Bây giờ 10 năm rồi bích bùng bích cỡ luôn. Trời ơi. Vậy giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Tính em thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều, nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó, nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này, giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Đó là những cái mà Kim Cương nhắc khéo. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra thời gian cho mình gặp gỡ những người bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa đó. Thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi, bớt rượt. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó, muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái
cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui. Chứ nhiều khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc cho em mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Vì sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc có thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh. Thế là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị.